Vâng, với tôi sau khi xong cái nhiệm vụ ở chỗ Quy Miên lại trở Phung về Quy Miên ở Phung Quy Miên, nó gọi là Phung Quy Miên nhưng mà cũng thuộc ở về cái huyện Mông Công Bô Rây. Vâng. Nó gọi là Phung, chủ yếu là Phung. Vâng. Thế đơn vị về đó nghỉ ngơi được đâu 3 tháng, cũng làm nhiệm vụ là bảo vệ cái trung đoàn cái Nhưng kia. cái thời kỳ đó nó là vào năm mấy anh nhỉ? À, năm 80 chứ. À, năm Vâng, 80. 80, vẫn năm 80. Vâng. Thế sau đến năm được 3 tháng sau thì nghe nói là bên Quy Miếng ở bên Bát Tà Rồng. Cái phun Bát Tà Rồng, cái phun vừa rồi đấy. Cái phun kể hôm trước ấy. Thế lại có một tốp địch nó vào nó quấy rối. Cứ đêm nó mới vào. Nó quấy rối dân. Thế cấp trên trung đoàn biểu thế lệnh cho coi như đại đội 2 xuống kiểm tra xem có phải hay không. Đầu tiên là đại đội tôi đi trước. À, phải đi bộ. Vâng, đi ban đêm đi xuống đó. Cũng vào cái phun đó. Phun đó hỏi dân hỏi trước xem nghe tình hình biểu là đêm tối là có một số lính nó vào nó quấy rối trong này xem có phải không. À, hỏi các bà con như vậy. Đấy. Chủ yếu là nó vào nó lấy lúa gạo với lại có chi chó ăn. Đấy. Gà vịt các thứ. Đấy. Để anh đem đi khoảng cỡ một lần nó vào cỡ khoảng 20 đến 30 anh lấy xong nó lại đi nhưng mà ai không cho là anh đánh dân không cho đấy. Thì thấy mấy bà nói thế lại tiếp tục chưa tin lắm lại bắt đầu đi lại điều tra hết trong cái phun patron thế gặp bà cụ đó thế hỏi mấy người nghe nói là tối là ở đây rục rịch nghe nói là có trộm cướp vào rằng ô chô chô lắm chô lắm là cướp bà nói cướp cướp vào nhiều lắm cứ tối ngày nào cũng thế mấy gọi là trong tháng này là mấy ngày là cứ vào chủ yếu là hắn không xin hắn lấy tự nhiên gà vịt trong chuồng bắt tự nhiên còn lúa gạo là anh chỉ xuống vào phải xuống gạo xuống lúa cho chủ yếu là gạo chứ không lấy lúa đâu lấy gạo. Thế là tình hình là như thế về tôi đại đội 2 với tôi mới về thì tôi lúc đó mới trung đội trưởng thôi mà về tôi về báo cáo với lại tiểu đoàn biểu là tình hình là còn tôi xuống nắm ở dưới đó là nó là như vậy thế giờ nó cũng báo cáo là tối nó mới vào. Nó vào chủ yếu là nó lấy gà, lấy vịt với lại là gạo chứ luôn không lấy. Còn nhà nào mà không cho là ăn bắn. Chủ yếu bắn dọa nghe nói cũng chưa bắn chết người. Cũng báo cáo với ông thế. Thế cơ ông biểu thôi thì bây giờ tình hình mình phải nghiên cứu và bắt gọn bọn này. Cơ ông biểu đó. Lên kế hoạch. Lên kế hoạch. Thế đầu tiên là trung đoàn mới cho nguyên tiểu đoàn 7 xuống. Nhưng mà hôm đó là đi phải đi ban đêm. Chứ không dám đi ban ngày sợ lộ đi là với tôi là đi không vào phung đâu đi ra gọi là vòng ngoài cái cánh đồng nó quang như cây bát đồng thuần thế bọn tôi là tiền nhập ban đêm là nằm đó chờ sẵn ban ngày ban đêm đấy thì sáng mai cũng chả thấy hiện tượng gì cũng không thấy ai rục rịch bò ra cả thế chờ đến 3 ngày sau mà lúc đó là phát lương khô thôi ăn bằng lương khô hết lương khô với lại là gạo sấy đấy chỉ đổ nước lao là thành cơm mà vâng bởi vì không có ai điều kiện là trợ cấp cái nó là bây giờ nấu nướng là nó nấu lộ nấu nướng mà lên khói là lộ ra chú ý, nhưng mà phải bắt buộc đầu hầm không biểu nữa các anh là đến đó tiền nhập xong phải đầu hầm chắc chắn và thế là thế bao vây bởi vì có một con đường vào mà là đầu hầm công sự cho chắc chắn rồi thì là lương thực khô thế nằm chờ đợi đến 3 ngày vẫn im re không thấy hiện tượng gì cả. À, chờ đến ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy là không biết là hắn vào lúc nào, mình không rõ không biết hắn vào đường nào. Thì sáng mai mới thấy ra, ở trong phun ra. Nó vào ban đêm. Có lẽ hắn vào ban đêm thế nào mình không không phát hiện ra được. Ô chờ hắn kéo ra khoảng 20 anh. Ừ, 20 anh. Có ba lô đàng hoàng. Ba lô và súng AK. Nhưng mà mũ không có. Không có mũ chứ gì. Nó đi ngang nhiên như vậy. Ngang nhiên nó có thấy là hiện tượng gì là đúng đây đâu. Mình bí mật mà có biết là quân đội mình vào đâu. Tiến ra một cái bãi cái trãng như cánh đồng tuần ấy. Lúc đó là đếm từng thằng một thế tiểu đoàn bây giờ thôi bây giờ nổ súng thôi thì, có lẽ bọn này đúng bọn như các anh điều tra đó có gà có vịt rồi vào lô xuống ống đi ngay ngang lắm đi ban ngày mà lúc đó khoảng 5 giờ là các anh bò trong chốt rồi bò trong ấp rồi 5 giờ sáng thế biết bộ này đúng bọn cướp rồi. Nhưng mà mặc áo cũng áo bộ đội anh ạ.
nhưng mà không có nón, có giếc gì hết, không có mũ giếc gì hết, áo súng AK, súng AK. Vâng, anh nào súng AK không thấy B-40 mũ gì hết, áo màu xanh hết, áo màu xanh hết. Thế là lúc đó là đơn vị với tôi đại đội 2, đầu tiên là hạ cho mấy tay gọi là đại liên này bắn hết ga, lúc đó nằm dạp xong ngay, có lẽ không chết. Thế bắt đầu tôi, ông đại đội trưởng kêu bây giờ phải tung cái loại cối 60, 60 thì khả năng bọn này mới chết được, đạn nhỏ không ăn hết đâu. Thì tung đến khoảng 40 quả, nhiều lóc, anh nào cũng đem đi mà, hỗ trợ cho cái cối 60 mà. Tung liên tục, ba đại đội tấn công, lúc đó là chủ yếu là đại liên, đánh, coi như là cái vòng kìm thì anh cứ đàn chéo thế này thôi, chứ anh không vào mình, không bắn vào mình được. Lúc đó thêm năm thằng chạy láo nháo ở trong cái đội hình đó, thế trúng đạn nhọn, mình cái đại liên của mình cua thì nhanh lắm, thì chết, năm thằng chết. Thế đại đội 2 với tôi là được lệnh là tấn công để chiếm lại đội hình. Thế vào thì không biết là nằm đâu. À, thế thành lúc đó chỗ đó có một cái hố anh ạ. Cái hố này kiểu như là hố bom hay hố gì không biết. Trốn chỗ đó hết. Ai. Thế lúc đó hắn thấy bọn tôi vào vẫn bắn chứ. Bắn lúc nó may mà không chết. Chúng trả quyết liệt. Hắn chúng trả quyết liệt mà hắn tập trung lại cái hố đó. Cũng cỡ to bằng cái kiểu là không phải hố mà kiểu là cái thung lũng đấy. Nó rộng bằng cái cỡ 500 mét vuông cỡ đó. Hắn trộm quay lưng lại với nhau. Hắn chủ yếu là cố thủ đấy. Thế là báo lại cho đại đội biểu là bây giờ nó xuống một cái hố anh ạ. Nhưng mà khả năng quân của nó còn nhiều. Bây giờ đang cố thủ mạnh lắm. Bây giờ kế hoạch của anh thế nào? Thế ông đại đội trưởng nhanh thôi, cái đấy thì được. Nếu mà các anh điều tra đúng như vậy thì nhưng mà phải bò sát vào. Cách đó chừng độ khoảng 50 mét là phải dừng lại ngay. Để bao vây thôi. Để với tôi là tung cối. Nhưng mà công nhận mấy thằng cối 60 mình cũng chỉnh chỗ đây ạ. À, chỉnh đúng trúng hầm luôn. À, chỉnh 3 quả. Ôi trời, lúc đó là mới nháo nhác. Hắn la, hắn ói là có lẽ cũng chết nhiều. Một số thì không chết thì hắn chạy. Hắn chạy lên bờ. Hắn chạy lên bờ thì trúng với cái đạn đại liên của mình. Đạn nhọn. Hắn chạy là chỉ có trúng đạn nhọn thôi. Chỉ có nằm sát mặt đất thì chiếu trên đầu thì không chết. À chả là hôm đó là chết tại trận. Vì hắn chung quay đầu lại với nhau mà. À, quay lưng lại với nhau. Thế còn một số anh chạy thì bị mình bắn chết. Còn một số mà chạy mà không trúng đạn thì sao hắn cũng đầu hàng. Hôm đó là đầu hàng đâu 10 thằng. 10 thằng lính là nó đầu hàng vứt súng. Lúc đó thấy quân mình nhiều quá, lên nhiều quá. Đánh vận động mà. Có hầm hố gì đâu, bộ đội Việt Nam cũng có hầm lúc đó. Toàn đánh nhau vận động hết. Thì thấy vứt súng AK đầu hàng. Thế thì được cầm phủ lương, hắn gọi là cầm phủ lương. Cầm phủ lương là súng. Thế bắt sống được 10 thằng, buộc dây lại. Thế đem giao cho tiểu đoàn mà tôi thì cái này cũng phải giao cho trinh sát thôi. Trinh sát khoảng 2 anh thôi, 10 thằng thì buộc dây lại thì 2 trinh sát với 1 anh đặc công phải đưa về. Với lại hỗ trợ thêm 2 anh bộ binh có súng AK để kèm theo. Phòng trường hợp nó chạy, cũng sợ là mình buộc dây thôi, nhưng dây cũng có dây gì đâu, dây néo lại. Sợ là nó trên đường nó vắng người nó chạy. Thì đưa về giao cho trung đoàn. Còn đơn vị với tôi là chốt lại đó. Vâng. Mà những đứa bị thương phải chết không? À, bị thương nhưng bị thương nặng chả cứu. Mà gãy chân gãy tay mà nó gần chết rồi thì ông vứt nó luôn. Nó nằm trong hố mà. Trong cái hốc rồi. Chả kiểm tra. Không kiểm tra nó thế chịu quá. Ngóc ngoài chết rồi tôi cũng trả xuống nữa. Mà lính mình lúc đó đang hàng máu cũng muốn giết hết lúc đó. Tức mà lính mình cũng bị thương nhiều, nói thật với anh đấy. Hắn cố thủ mà, đánh ban ngày. Mình là đánh vận động, mình là chạy, hắn thì nằm trong cái hố đó. Thì nó bắn thì mình chủ yếu là bị cái M79 đó thôi. Còn đạn nhọn cũng một số anh cũng gãy chân gãy tay. Khổ lắm.
Thế sau là đại đội 2 tôi vẫn chốt lại đó, tiểu đoàn 7 vẫn chốt lại đó. Chốt lại đó coi như là một tháng. Một tháng xem tình hình địch thế nào. Thì lúc đó là tiểu đoàn biểu thuê đại đội 2 vào đây làm công tác coi như là dân vận ở trong dân. Thì lúc đó thì cử cái trung đội với tôi. Là cũng vô động viên dân này kia, cũng có hai anh tuyên truyền. Còn thêm tôi là ông cái tình thái cũng đi theo. Lúc kèm theo làm trung đội trưởng lúc đó. Thế hôm đó là 15 anh bộ binh trung đội đó, với cộng thêm 3 trinh sát, 2 anh đặc công thế thôi. Vào chủ yếu vào phum mà, còn ngoài này là lính mình canh gác hết rồi. Vâng. Lúc đó đào hầm đào hố mà lúc đó thì ổn định thì vẫn có người tiếp tế lương thực thực phẩm cho bộ đội mình. Thế vào thì với tôi thì nói chung là cũng làm công tác dân vận cũng như quy miền. Cũng vào cũng tập kết mấy anh du kích địa phương đấy. Hôm đấy là cái phum nó hơi rộng, là tập kết 10 anh. 10 anh cho mấy anh gọi là làm tổ trưởng, một anh tổ phó. Với ông họp dân lại biểu là thôi bây giờ anh đi tìm, nhưng mà ở trong cái thôn này có bà cụ, ông cụ là già đấy, già nhất làng. Có uy tín. Có uy tín đấy thì bộ đội Việt Nam này nói chuyện. Tiến dẫn đến một cái ông, cái nhà cũng nhà sàn cao. Thế nhà ông thì ông cũng biết tiếng Việt. Vâng, nhưng mà to cao cỡ như anh, nhưng mà khỏe lắm, tóc trắng. Thế với tôi hôm đó tôi mới lên đó, chào cụ. Thế ông lại giơ tay ra bắt bắt tay bộ đội Việt Nam. Thế anh nói con to Việt Nam vào chơi, thì ông cũng mời lên nhà. Thế ông thấy cũng tử tế lắm, thấy đi lấy nước lấy giếc lấy rót cho bộ đội Việt Nam uống. Thế sau với tôi mới hỏi cái tình hình thời gian này có đã ổn định chưa không? Còn có thấy cướp giật thì vào trong nhà không? Và thời gian thế đánh nhau ở ngoài kia thì thấy đỡ chú. Ông biểu đó, con tó Việt Nam, bộ đội Việt Nam, ông nói bộ đội Việt Nam. Thế thời gian này thấy đỡ các bộ đội Việt Nam, như nói bộ đội Việt Nam. Thế thế bây giờ chúng con vào đây đó, chủ yếu là giúp dân. Chủ yếu là đánh cái bọn Pol Pot nó vào, nó quấy rối dân ở đây. Cướp. Vâng, cướp đấy, cướp giật này kia rồi là chúng tôi đã trừng trị. Coi như là cũng bắt được một số và giết một số. Thì bây giờ thì thời gian này còn thấy là lùng cúng gì không? Thì nghe ông biểu thời gian này thấy yên các chú ạ. Và ông biểu đó, không thấy có hò hét với lại la bắt gà vịt nữa. Thấy yên ra rồi. Vì mình đánh chết mớ ông cũng sợ, không dám vào. Thế hôm đó là vào, và là làm công tác dân vận thì nói với ông cụ là bây giờ chúng tôi vào đây nè. Thứ nhất là ông là cũng biết tiếng Việt Nam, và chúng tôi vào đây thì chủ yếu là giúp dân, cũng không đảm bảo vệ sinh. Gà thì các ông, các bà cứ để ra, làm chuồng để ra ngoài, chứ không mất mát gì đâu. Thì các ông biểu, để ra ngoài rồi, tôi ăn vô lây, tôi vô lây hết trâu bò nữa. Các ông cứ yên tâm, bộ đội Việt Nam ở đây không dám lấy đâu. Thế sau đến 3 ngày sau các ông mới dám làm, nhân dân họ mới dám làm. Biểu thôi thì cứ thực hiện xem bộ đội Việt Nam làm có đúng không. Họ cũng thực hiện, cũng quét nhà, quét cửa, làm chuồng gà cho. Vì bộ đội Việt Nam mình làm luôn chứ mà. Làm chuồng trâu, chuồng bò, mới làm chuồng gà cho đàng hoàng. Cứ mỗi một thôn chừng đầu 10 nhà thì khoảng 5 anh lính. Cứ chốt như thế. Nguyên cái phum nó rộng cũng gần bằng miền Trung này nè. Vâng, có khi là rộng hơn. Nhưng mà nó ở kiểu nó ở ven sông anh ạ. Vâng. Thế mà tôi ở đó. Họ cũng quý lắm anh ạ. Cứ tối lại. Tối lại là cái rượu thốt nốt ấy. Đem ra hàng càn. Mời bộ đội Việt Nam. Uống thoải mái. Hắn vừa ngọt. Vâng. Nhưng mà hơi ngại là cái mắm bò hóc là mình không quen. Vâng. Họ mà thân là họ đem mắm bò hóc với lại cái dưa chuột đây, vâng, đem ra đĩa thái. Nhưng mà dân bên kia thì đặc biệt với anh là họ không dùng đũa đâu, họ bỏ cái đĩa thế này vào ve thế này, ném vào mồm. Vâng, ăn cơm là kiểu đó, ăn bốc. Thế mình cũng phải ăn theo kiểu đó, với ăn đoàn kết với họ thì phải ăn kiểu đó. Vâng. Nhưng hôm đấy tôi cũng làm mấy cốc rượu, tôi vào tôi thử cái món mắm bò hóc nhưng hơi chua chua, chứ nó cũng không thối lắm đâu, hơi chua chua nghe mùi thối mà tanh tanh. Nếu mà anh không uống rượu thì đúng luôn. Tôi làm một cốc cho nó ngậm, một cho nó cay cay cái mồm, nên làm thử rồi.
À, chẳng mấy cái tay thằng cha người Hà Bắc. Tay nhỏ thôi mà uống rượu khiếp. Hắn đặc công. Hắn để em vào, hắn biểu nữa, để em về em uống. Chỉ rượu là chỉ. Ông mới rót vào một cái cốc, cái rượu nữa thì nó ngọt. Một cốc thì chưa đá đâu. Cái nhà đó năm anh, cả tôi nữa. Thế ông đem ra mời. Thế biểu mấy đứa cháu, ông có hai đứa con gái. Hai con gái ông biểu thôi thì lấy con gà ở trong đấy bố luộc rồi đấy. Không biết ông làm thịt lúc nào không rõ. Thế băm ra thì đem ra mời. Thì ông cũng ngồi uống rượu với tôi, nói chuyện. Ông nói chuyện thế lắm. Thế nói chuyện mãi thì ông biểu thôi. Nếu mà không có bộ đội Việt Nam sang đấy nữa, thì không biết là dân với tôi thế nào. Mà cái thằng Pol Pot này nó ác lắm anh ạ. Nó ăn ở tập trung, bắt dân ăn ở tập trung, nó phân ra từng loại người. Các cụ ở một bên, ở một nhà tập trung. Cái cờ đàn bà ở riêng, cũng tập trung. Mặc áo đen hết, mà ăn là phải có kẽng. Nấu tập trung mà, có kẽng có hết. Còn con gái cỡ 15 tuổi, chưa đến 20 tuổi là cũng ở tập trung, ở riêng. Đàn ông cũng thế, cũng ở riêng, không được ở chung. Đấy, kiểu như thế. Mà mặc áo đen hết. Còn con nít nhỏ trở xuống là cũng ở chung hết. Ăn uống, đánh kẻng hết. Kiểu công xã mà. Vâng, ăn uống kiểu đó. Mà đến tối hắn vẫn cho về nhà. Cho về nhà. Là cứ mỗi nhà cho về một cụ, về một người đấy, để xem nhà. Thế là hắn có một cái tổ đi gác, gọi là du kích địa phương đấy. Đi gác ví dụ như cái làng này này, là có một cái ông lục thu mình, cái kiểu trưởng bản ấy. Thì hắn cử ra trường được khoảng hai anh gì đó, để đi xem từng nhà, gọi là đến rình đấy. Vấn đề đến rình ở dưới gầm sâm này, có nói bậy bạ gì đến cán bộ hay không, lục thu hay không. Đến ăn ca. Ăn ca, gọi là ăn ca, hắn lục thu. Nếu mà nói xấu là đến ngày mai là hắn biểu đi lấy củi. Đấy, nghe ông kể vậy. Đi lấy củi là có hai thằng là có một cái búa nhỏ. Đến đó mà có một hố sâu, nghe ông kể vậy. Cái hố sâu kiểu như là cái hố này cũng kiểu như là cái hang, cái hốc gì đó. Vâng, thế nghe ông kể với tôi như thế. Sâu chừng độ khoảng gần 30 mét, hơn 30 mét. Mà nó rộng lắm, hàng này rộng lắm, nó ở trong một cái đỉnh núi. Hắn biểu đi lấy củi. Ngày mai là hắn thấy là nói xấu là bắt đầu là cử cái người đó đi lấy củi. Thì đến đó là hắn đập đầu, hắn đá xuống đâu luôn. Đấy, nghe ông kể chuyện đó. Thì về cái câu chuyện đó thì mình cũng thấy ngờ ngợ trong đầu. Thế về đến tối tôi về tôi mới nói chuyện với cái ông đại đội trưởng. Về tình hình thế hôm đó tôi uống rượu với cái ông này mà nghe cái câu chuyện đó tôi thấy hơi rùng rợn này. Thế hắn nói rằng, ông nói rằng. Thì nghe ông kể là yếu là ăn uống tập trung công xã này kia thì cái anh không nói thì cái anh cũng biết rồi. Nhưng mà nghe nói là đến tối là anh vẫn cho mỗi nhà về một người. Có vợ chồng nào mà có vợ chồng đang mới thì vẫn cho về nhà. Nhưng mà trong cái phum đó là có một cái ông lục thum. Thì có hai thằng để đi rình chứ không có nói xấu gì đến lục thum hay không. Thì ngày mai là anh cắt cử đi lấy củi, Pol Pot đó. Thì đến cái điểm đó là anh sẽ giết luôn. Anh đạp xuống, không lấy gì hết. Anh đánh xuống đạp xuống, nó chết luôn. Hố sâu mà, đập đầu xuống đó. Là cái kiểu cách nó là trừng trị người như thế. Ai cũng sợ, nghe nói đến là hai thằng lính của nó, ông là ai cũng sợ lắm. Thế ông đại đội trưởng biết thế, nếu mà nói như thế thì để ông chỉ xem cái hang nó ở đâu. Đấy, nhưng nó như vậy. Thế ông đại đội trưởng mới điện cho tiểu đoàn xem tình hình, là nghe dân nó kể lại là như vậy, xem mình có nên điều tra hay không. Thì tiểu đoàn biểu nếu mà như vậy thì ta vẫn điều tra xem có phải thật hay không. Thì nó có một cái núi nó toàn cây châm rôn đấy, cái cây kiểu như là cây gòn ấy đấy, nhưng mà có gai. Sau khi nở hoa là bằng nắm tay lấy cái cây gọi là cây thuốc chữa bệnh đấy. Thế hôm đó là tiểu đoàn biểu thôi thì cũng phải đại đội 2 cử lên khoảng 5 anh với lại biểu ông ấy lên xem chỉ cho mình. Nhưng mà ông cũng sợ, không dám đi. Ông biểu tôi cũng không dám đi, tôi sợ lắm.
nếu không thì ông chỉ chỗ cho bọn con đi cũng được. Ông không dám đi, ông cũng cỡ 70-80 rồi, già ông không dám đi. Nếu mà như thế thì tôi chỉ cho các chú, ông biểu nữa. Thế rồi tôi mới hành quân đến con Nam Anh thôi mà, cái đó khoảng cây số. Ở trên... có cả anh đi. Có cả tôi đi, vâng. Thế đến cái hố đó thì ông đại đội trưởng chỉ huy hôm đó. Xuống đó thì mình có cái dây thừng mà, mua dây thừng sẵn để xem tình hình thế nào, mình phải cho quân xuống để điều tra xem. Có cái đèn pin nó bấm nhưng mà nó bấm không phát điện được cái gì cả. Thứ nhất là mình xuống cái hang đó là mình sợ rắn rết hay là con trăn con giếc đó, sâu lắm. Thế biểu kiểu này mà xuống thì không may là lại bị rắn bị ấy nó cắn thì sao thủ trưởng? Tôi nói rồi. Thế đầu tiên ông mới biểu thôi thì bây giờ mình có mìn đấy. Mình ném trong đó khoảng mình thấy nổ rinh tứ tung ở dưới đó, ở dưới hầm đó. Sau một lúc là các ông mới biểu thôi thì, nhưng mà nó nhiều dây lắm. Cái dây to như thế này này, cái cây này, dây chẳng chỉ tên leo xuống dưới. Thế kiểu đầu tiên là cái ông đại đội trưởng biểu thế đồng chí nào có xuống không? Thì mình cũng ngại, biểu thử không quen leo. Mình cũng ngại là xuống còn tràn con giếc đấy, nó sâu lắm. Vâng, hang mà. Vâng. Thế cái thằng cha người Hà Bắc, nó nhỏ xíu thôi, người đen xíu đấy. Hắn biểu tôi xuống, để tôi xuống. Nhưng phải đảm bảo an toàn thôi. Thì đường mà chẳng lẽ anh xuống mà với tôi là cắt dây anh để anh chơi ở sao? Rồi thế là hắn xung phong xuống. Với lại AK băng gấp là coi như là trang bị đầy đủ mà. Là 90 viên đạn, với lại trong khi trong cái băng nó còn 30 viên nữa là hơn 100 viên. Vâng. Xuống. Xuống là đầu tiên. Xuống tới nơi là anh phải giật nha, mà bấm vào đèn pin ở trên này xuống không thấy gì cả, đèn ngò này. Thì phát cho hắn 3 cái đèn pin. Một cái đội đầu, một cái hai cái đeo đây. Xuống thì cứ thế làm le thế này xuống. Có cái dây thừng cũng bằng ngón tay thôi. Dây cháo đây mình mua ở ngoài chợ về. Thế xuống thì đầu tiên nó xuống, chả rùng rợn lắm, hôi lắm. Xuống tới là hôi. Thế anh mới bấm vào thì đúng là cái hang có cát không anh ạ? Nước chảy róc rách. Thế anh mới nhìn sâu vào thì đúng như ông nói, toàn đầu lâu hết. Xương sầu người. Hắn mới bắn một loạt AK vào trong cái hang. Nó đi xuống thế này lại có một cái đường thẳng vào, nó không dám vào trong đó. Thế hắn biểu kéo, hắn giật dây kéo lên. Thì kéo lên thì hắn lấy được một cái đầu lâu. Thế hắn buộc một tàu gà thật. Đầu lâu đây này. Các anh muốn xuống thì mà xem. Toàn cái ní thôi. Không chỉ cả tàu kỳ qua lấy cái đầu lâu. Nhưng mà cũng sạch rồi, cũng không còn hôi gì hết. Ăn bùa khăn đâu lâu lên vậy, thằng đào gát. Chỉ có cái này thôi anh, chả có gì hết. Mà cát không, toàn cát. Vâng. Thế là với tôi, vâng, với tôi, về thôi được rồi, về báo cáo với lại tiểu đoàn và trung đoàn. Thế là cái cụ già đó là nói là đúng. Cụ già nói đúng, vâng. Hắn giết là chủ yếu là hắn đập đầu, hắn đá xuống đâu luôn. Vâng. Đó là mắt thấy tai nghe. Đấy. Vâng, đúng là tôi, hôm đó tôi cũng đi xuống, tôi nghĩ là kiểu này. Mình thì không bởi quen võ thuật không có. Bởi vì anh là người trực tiếp. Vâng, tôi chỉ thấy tai nghe. Vâng. Nó là rõ ràng luôn, vâng. Chứ cũng không phải là bịa đặt. Vâng, hắn nói là đúng thật đấy. Vâng. Vâng, nói là giết người đúng thật. Còn cái chỗ Sijavon thì đúng, cái đó là cái thời kỳ sau khi giải phóng trong ổn định đến năm 81 rồi mình cũng lên án nhiều đó. Vâng. Thế thế giới nói là Việt Nam là xâm nhập Campuchia. Thì nước ngoài mới đến. Nước ngoài mới đến mới khai quật cái chỗ Sijavon này. Thì đúng thật là mồ chôn tập thể, nó kiểu như hố bom ạ. Vâng. Nói chung người là nó đưa đến đập đầu không lấy một cái gì hết, tập xuống thôi, lập lại. Vâng, tập lúc đó là nhà báo quốc tế đến chụp ảnh, chụp ảnh thì khai quật lên xem có phải không, đúng mồ chôn tập thể, coi như là còn cả nhẫn cả ấy trong đầu trong tay là đang còn nguyên mà. Dạ. Nhưng mà xác chết nó thiêu rụi hết. Anh chỉ còn xương không? Anh cho em hỏi nhé. Vâng. Cái phum mà các anh đến để đi làm công tác dân vận á, là cái phum là phum gì nhỉ? À, phum vừa qua. Cái phum vừa kể này. À, Bataron. 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 À. Ừ. Thế là từ cái phum đó mà đi lên cái chỗ cái hang mà người ta chôn hố chôn tập thể nó là bao nhiêu cây? Ồ, xa đấy anh ạ.
Vâng. Cái hôm mà 5 người anh lên có cả xe trưởng đi với anh. Vâng, cách cũng có khoảng hơn cây đấy. Hơn 2 cây là 2-3 cây gì đó. Mình nhìn ước chừng đấy thôi, nhưng mà đi cũng thấy khoảng... Lâu lâu. Hơi lâu. Nhưng mà hắn là đường đường mòn thôi. Chứ không phải đường cái, đường ấy gì đâu, đi đường mòn. Thì cái câu chuyện đó là bác là người trực tiếp. Vâng, trực tiếp tôi mới thấy rùng rợn như cái thằng lính Hà Bắc đấy xuống rồi ăn biểu. Cái mình thấy là những cái cảnh tượng nó là cho lính xuống xem đàng hoàng là nó sự thật là như vậy. Vâng. Phải nói là cái chế độ, phải nói là Pol Pot là một cái chế độ là có lẽ là... Hắn là diệt chủng thật. Không diệt có trong loài người. Vâng. Hắn chủ yếu đập đầu thôi mà, giết thôi mà. Không nghe là hắn giết ngay, Pol Pot. Đó mà cái câu chuyện đó là do chính người dân Campuchia người ta kể lại. Vâng. Cái ông già đó kể lại. Vâng, ông già kể. Và cái ông già đó thì là người là trực tiếp mà. Thì quý vị và các bạn cũng đang nghe là những cái câu chuyện của anh Nam, anh đang kể lại. Tuy nhiên thì để mà nhớ chi tiết thì nó cũng khó. Vâng. Bởi vì là thời gian nó cũng dài rồi, tức là các bác cũng có tuổi rồi. Vâng. Đấy, nhưng mà phải nói là anh Nam anh có cái cách kể chuyện cũng như là cái trí nhớ của anh cũng còn khá là tốt. Nên là cũng rất mong là quý thính giả là hỗ trợ cho bác Nam thông cảm tí, động viên bác Nam để bác Nam có cái động lực để tiếp tục là kể lại những câu chuyện đời lính của bác cho mọi người nghe. Sau đây là xin được tạm biệt tạm biệt và cảm ơn bác.